Lược truyện Tam Tổ Tăng Sáng. Về quê quán và gốc gác của sư, vốn không ai biết rõ ràng ở đâu. Chỉ biết rằng lúc sư đến gặp nhị tổ Quệ Khả là với hình thức một cư sĩ mắc bệnh phong hủy, đến gặp tổ cầu xin sám tội. Đệ tử mang bệnh ghẻ lở đầy mình, xin thầy từ bi sám tội cho. Tổ Quệ Khả bảo: ông đem tội ra đây, ta sẽ sám cho ông. Sư đứng sững giây lâu rồi thưa: đệ tử tìm tội của mình không thể được. Tổ Quệ Khả bảo: ta đã sám tội cho ông rồi, xong ông nên nương tựa Phật Pháp Tăng. Sư thưa: nay đệ tử thấy thầy thì đã biết được Tăng, nhưng chẳng biết thế nào là Phật và Pháp. Tổ Quệ Khả bảo: chính tâm ấy là Phật, tâm ấy là Pháp, Phật Pháp không hai, ông có biết chăng? Sư thưa: nay đệ tử mới biết, tánh tội không ở trong, ngoài, khoảng giữa, như tội tâm cũng vậy, thật Phật Pháp không hai. Tổ Quệ Khả nghe nói vui vẻ, cho cào tóc xuất gia, rồi bảo: ông chính là vật báo của ta, nên đặt tên Tăng Sáng. Ngày 18 tháng 3, niên hiệu Thiên Bình thứ 2, năm 536, nhà Bắc Tề, sư được thọ giới cụ túc tại chùa Quang Phúc. Sư theo hầu hạ Tổ Quệ Khả 2 năm, được tổ truyền kệ và y bát, rồi bảo phải đi ẩn tránh nơi xa vì sẽ có nạn. Sư đến ẩn trước núi Quan Công tại Châu Thư. Có thuyết nói rằng khi sư đến chùa ở Sơn Cốc thì bệnh tuy hết mà không mọc tóc, đen trở lại. Cho nên người ở Châu Thư gọi sư là Xích Đầu Sáng, tức ông sáng đầu đỏ. Song chỗ thấy biết và đạo đức khác thường của sư, thực người khó lường biết được. Trước kia nơi sư ở có đất, rất nhiều rắn độc và thú dữ hay làm hại người. Khi sư đến ở thì liền dứt hết. Đến đời Giò Đế nhà Hầu Châu, ra lệnh quỷ diệt Phật Pháp 561, sư tránh sang ở núi Tư Không, huyện Thái Hồ. Lúc này sư thường dời đổ chỗ ở không nhất định, do đó hơn 10 năm không ai biết tin tức. Khi sư ở núi Tư Không, có một vị tăng người Ấn tên Tỳ Ni Đa Lu Chi sang Trung Hoa cầu pháp. Vị tăng ấy gặp sư hết lòng kính mộ, nguyện xin làm đệ tử. Sư truyền tâm ấn cho Lu Chi và dạy qua phương Nam tiếp độ chúng sanh. Khoảng niên hiệu Hoàng thứ 12 đời Tùy 592, có một sa di 14 tuổi hiệu Đạo Tính đến lễ sư và thưa: mong hòa thượng từ bi, xin cho con pháp môn giải thoát. Sư bảo: ai trói buộc ngươi? Tính thưa: không ai trói buộc cả. Sư bảo: vậy đâu cầu giải thoát chi nữa? Đạo Tính nghe lời nói liền đại ngộ. Từ đây Đạo Tính theo hầu hạ sư suốt 9 năm. Trong thống yếu nói, Đạo Tính ngay đó có tỉnh, lại hỏi tiếp: thế nào là tâm Phật xưa? Sư bảo: ông nay đây là tâm gì? Tính thưa: con nay không tâm. Sư bảo: ông đã không tâm, chư Phật há có tâm ư? Ngay đó Đạo Tính dứt hết nghi ngờ. Sau Đạo Tính đến Châu Cát thọ giới, rồi
trở về hầu hạ sư càng thêm cần mẫn. Sư thường đem lý sâu kính gạn thử đạo tính, biết được cơ duyên của đạo tính đã chín mùi, bèn truyền y pháp cho tính già kề. Qua chủng tuy nhân địa, tùng địa chủng qua sanh, nhược vô nhân hạ chủng, qua địa tận vô sanh. Dịch nghĩa: giống qua dù nhân đức, từ đức giống qua sanh, nếu không người gieo trồng, qua đất tròn không sanh. Sư dạy tiếp: trước kia đại sư Quệ Khả trao pháp cho ta xong, ngài đi qua nghiệp đô Hoằng Hóa hơn 30 năm mới tịch. Nay ta đã có được ông, sao phải dính mắc nơi đây làm gì? Sư bèn đi đến núi La Phù thông dông 2 năm, rồi trở về Châu Thư, ở lại chùa cũ Sơn Cốc. Hơn tháng, dân chúng nghe tin cùng nhau kéo tới tấp nập, thiết lễ cúng dường lớn. Sư dì bốn chúng nói rộng về tâm yếu. Nói xong, sư đứng ngay dưới gốc cây to tại pháp hội, chắp tay mà tịch. Nhằm ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần, niên hiệu Đại Nghiệp thứ hai đời Tùy 602, gặp lúc nhà Tùy vừa có loạn nên chưa kịp xây tháp. Đến đời Đường, niên hiệu Thiên Bảo thứ năm 746, Lý Thường ở quận Triệu được đổi đến Châu Thư, ông mới cho bốc lên thiêu lấy Xá Lợi xây tháp. Sau đó tệ tướng Phòng Quảng làm bia, vua Minh Hoàng đời Đường truy phong là Thiên Sư Giám Trí, tháp hiệu Tịch Giác. Sư có trước tác bài tính tâm minh, truyền rộng ở đời. Sư nói pháp hơn 30 năm, im miệng chẳng bàn đến dòng họ, quê quán. Thường nói với ngài đạo tính rằng: có người muốn hỏi, chớ nói chỗ ta đắc pháp. Thiền sư Khế Tung nói: bậc chí nhân cho dấu vết, sự vật là cái lị của đại đạo, mới quên đi tâm kia. Nay đây tông môn chánh pháp còn muốn sót mất, huống nữa tên họ quê hương để ý đến làm gì.